Việt Nam rồi. Còn kiếm kiếm tôi như kiếm giặc đó, kiếm mấy ngày nay kiếm sáng kiếm chiều. Kiếm sáng kiếm chiều, kiếm mà ta nói kiếm tà la hột ma. Đó là búp bê, sao bữa nay búp bê cũng rực rỡ quá. Nhà miệng thì lè lè chúm chím 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 cái gì vậy trời. Giờ đi làm. Hả? Bây giờ đi ra kia mua một đôi đồ ăn đi rồi xong mới đi. Ăn đồ. Capital. Đi đây chạy thẳng đi nè. No, center in school. Thì đó cứ chạy thẳng ra là có rồi. Rồi bây giờ Phước hỏi mẹ Phước đi làm sao nó nghe coi. Thì đi Mỹ ngay rồi. Rồi, rồi đi ở nhà rồi có buồn không? Ừ? Ở nhà có buồn không? Thì có hăng thì đỡ buồn. Đeo xếp bèo vô, đeo xếp bèo vô. Trời đất ơi. Mà có tiền còn đỡ buồn ha. Thì bởi vậy ta nói là mấy kiếm tôi như giặc không ngày kiếm ngày kiếm đêm. Nói má ơi con đâu con phải đi làm. Để con rảnh thứ bảy con chở cho đi. Má ơi con phải đi làm. Buồn quá hả? Đi kiếm hả? Trời bữa nay đánh phấn nữa trời. Bữa nay đánh phấn nữa hả? Trắng bóc. Trắng bóc hả? Phải không? Không có đánh phấn không giờ mày? Quánh kem nữa, kem mặt. Ờ bữa nay có quánh phấn. Xong quánh son. Nghe nói con gái nó có mua cho mà nghe anh Phước nói. À, có. Đó từ hồi bữa bắt đầu là lên phim rồi bảo ok rồi lại nè. Là con gái nó chịu đi gặp rồi nó còn chở cho đi ăn nữa. Để tốt rồi đó không? Giờ ra cái phim đó chắc không? Thấy bà tốt lại á. Sống tốt. Rồi con gái liên lạc lại rồi mừng quá hả? Nó còn, nó không còn liên lạc, nó liên lạc với ba nội. Ba nó nhưng mà nó được chở chị được gặp nó chở cho đi ăn đó. Đúng không? Có chở cho đi ăn phải không? Có. Ừ. Dạ, tốt khởi đầu rồi. Ừ, chị mày vui rồi. Rồi ổng đi không ngày mấy ngày rồi hả? Mấy ngày. Chị có đưa ổng ra phi trường không? Không. Sao ổng đưa? Đưa làm cho về. Ổng tự đi với con gái hả? Ừ. Rồi ở nhà mình vậy rồi rồi có sợ ma không? Cũng không, không sợ. Ma sống kìa. Sợ chứ. Ồ, sợ ma sống thôi phải không? Ừ. Ma chết không sợ. Ờ. Nó làm rầm 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 ở đây. Ồ, nó làm rầm rầm sợ lắm hả? Ờ, nhưng mà mày bữa nay cứ ngay đi đi tụi về ngủ ngủ ngon quá, không có. Ồ, coi như ban ngày đi lang thang ngoài đường rồi tối về ngủ. Hả? Ủa là trời đi lang thang chi vậy má? Trời ơi, chứ ở trong nhà ngay làm rầm rầm vậy sợ quá. Vậy giờ có xách quần áo theo không? Thì tụi mà bình thường. Bây giờ có đem quần áo theo bữa nay không? Không. Vậy hả? Tưởng đâu đi thì tối tôi không có đưa về kẹp thì tối ngủ với tôi ở nhà. Ha? Chứ tối nhiều khi đi tùm lum tới chiều rồi từ đưa qua đây xa quá tôi không đưa thì ở lại phải không? Ok. Vậy là coi như ban ngày sợ quá đi cả ngày để tối về mệt quá ngủ không có nghe. À. Nó làm rầm rầm cả đêm hả? Ừ trời ơi nó la hét. Nó la hét luôn. Tại cái chỗ chung cư đó là dân ấy không à. Dân homeless ở không à. Cho nên là tụi nó quậy cũng cùng điên không đó. Tụi bình hoàng. Phức tạp lắm. Nó bình nó chịu không nổi nên nó la. À. Thấy phức tạp lắm. Vô đó là thấy ngọt ngạt ha anh Hùng. Ừ. Đi thang máy rồi lên rồi xung quanh ở ngoài thấy ngọt ngạt lắm, phức tạp lắm. Cho nên là phải mà bả mà gái đẹp chút ở đó cũng sợ. Nhưng mà máy mà chỗ cái phong nữa nó ở gần cái lối đi đỡ. Gần lối đi vậy? Ừ. Đó vậy là mở cửa ra la làng lên nha. Ừ. La làng cho người ta biết là người ta cứu á. Ừ. Điện thoại rồi gọi 911. Nhưng không ai làm gì bả đâu. Tối ngủ có lóc cửa không? Có chứ. Ừ, phải lóc cửa. Rồi, lóc cửa làm sao? Không lóc cửa thì cũng sợ nó mở vô. Cửa sổ vậy cũng mở. Rồi ông Phước đi vậy, em có điện thoại về không? À... không. Không có điện về hỏi thăm hả? À, không. Thiệt hả? Ừ, bây giờ ông mệt quá chứ chắc ông bần rồi. Chị có điện cho ông không? Điện nhưng mà đâu có trả lời. Điện không có trả lời. Ờ, ở Việt Nam nó phải mua thẻ rồi vậy chứ. Ừ. Dạ. Đã đâu biết cài Zalo gì để điện nào. Nhưng mà có thiết thà gì đâu. Ông đi thì ông Phước đi. Ông đưa đâu, cho, ông để chìa khóa lại cho bà. Cho bà có chỗ ngủ được rồi vậy thôi. Anh đi tháng. Ông đi tháng hả? Ừ. Ừ. Rồi ông đi ông có để tiền lại cho không? Ừ.
Không. Không có hả? Để coi đây có người ta cho 50 nè, để gọi hàng lật điện thoại coi coi tên gì vậy. Vui đó, vui đó. Chừ cha có 50 nhưng mà hình như là hàng không có tờ 50, ở đây hàng có tờ 100 chút mua mà đo nồi trước đi. Có tiền thối xong rồi đặng đọc tên coi có anh chị này cho 50 cho phải vui đó. Chừ cha, đã có nhiêu là vui rồi, 50 100 rồi vậy được. Mỗi ngày kiếm. Mấy vậy mới điện kiếm hàng tới đây lần lần. Cười gà cười chín chín như baby vậy. Mà cái nón này giống như cái nấm rơm vậy đó, nấm rơm nở á. Nó xè xè ra. Cái nón này giống bánh tay yến. Cái bánh tay yến mà nó giống giống bông mặt trời á. Bông mặt trời, bông hướng dương đúng rồi. Ừ, giống như người qua mì chiên giòn rồi bà bỏ đồ ăn vô trong. À, mì xào giòn á, mì xào giòn á. Bữa nay sao không đổi cái nón lá kia cho nó matching với lại cái áo. Cái nón lá kia bữa cái quai hồng hồng đó. À, mắt giặt cái sợi dây á. Giặt sợi dây hả? Ờ, sợi dây nó cột vô ngồi nó khô à. Ừ, mình cột vô mình đeo rồi nó khô à. Để nó mát trên với cái áo khoác đó. Cứ bận biết bao nhiêu là áo trong người kìa. Rồi bữa nay đi xuống thăm anh mù rồi hát cho anh nghe nữa ha. Ờ, lần này lần thứ hai đi đúng không? Lần trước hát cho anh nhớ không? À, bữa nay đi thăm anh mù á. Dạ, anh ơi, anh mù. Bởi vì cái chuyện của anh mù là nó cũng còn lơi thê đi nè. Bữa nay xuống dưới coi cũng đau lắm, là 2 tháng là chưa đi mà. Ở nhà giờ xuống dưới nghe mà kể cái vụ ở dưới mọi người vẫn không đi làm cái ID không mà tôi cũng quái rồi đó. Cho nên đá xoay để xuống dưới bữa nay coi nè. Có đầu đuôi chết. Cho nên nhà Hương giờ chắc về vẫn không về đi. Rồi hai người dắt nhau là một ngày đi kiếm vài chục, vài trăm bạc. Chị ca được. Chị ca cho không đàn. Chị dắt tay ổng. Chịu không? Mỹ này mà làm vậy chắc không, không có. Ờ, Mỹ này làm vậy không có được ha. Ta cười hả? Mà nếu như mà đi xin thì một mình tôi đi xin nữa. Một mình chị người ta không có cho, tại người ta thương là anh mù. À. Còn chị còn đi được, con khỏe mạnh mà. Nhưng mà chị đi phe ta đi na chỗ luôn thì còn nhiều tiền lắm. Tại vì ảnh là mù thiệt, ảnh là bệnh thiệt. Đó. Còn chị là được. Còn mạnh khỏe, còn đi được. Chị là người ta cho, là người ta cho vui thôi nè. À, cho đấy, chị có tiền xài vặt, ăn quà vặt. Ờ, thì công nhờ cô Hằng thì bây giờ tôi đi xin rồi. Ồ, nếu không có cô Hằng là đi xin mỗi ngày thiệt á hả? Ừ. Tại vì chị cũng muốn có tiền xài vặt mà không có đúng không? Ừ. Cho nên phải đi xin. Ờ, đi xin vừa ăn vừa để dân nữa. Ờ, rồi từ hồi có Hằng giờ là không có đi xin nữa. Hả? Ồ, thiệt hả? Ừ. Thiệt, từ hồi có Hằng giờ đâu cần đi xin. Tại vì Mạnh Thường Quân cứ cho bà lai gai hoài đó. Thì thay vì bà đi xin ngày bà ngồi bà có 10 đồng 20 đồng đi. Mà giờ bà có Mạnh Thường Quân cho lai ra vậy thì bà đâu cần đi xin làm gì. Bà gì nhiều cái khổ. Còn kêu bà đi để xin tiền bệnh thì đi này á. Nếu mà chị Hương á xin tiền bệnh á, thì bà đâu có cái bệnh về tàn tật. Nhưng mà chỉ có là cái bệnh về tinh thần á, thì cái đó phải đi bác sĩ chứng nhận rất là lâu, rất là khó. Tại bà nói chuyện cũng rất là khôn, là tinh thần. Nhưng bà cũng nói bà đâu có bệnh khùng đâu, bà đây đi ăn tiền bệnh, bà không chịu mà. Chị không có chịu bệnh khùng đi ăn tiền bệnh hả? Nó không cho đâu. Không cho đâu hả? Tại vì khi khám là chị nói khôn muốn chết luôn mà ai mà cho. Bà nói nó không cho. Vô là nói. Nào, bác sĩ đây khám kỹ lắm. Ví dụ như bây giờ bác sĩ khám vậy nhưng mà mình nói về sơ sơ quốc cờ đi, thì sơ quốc cờ sẽ anh ta sẽ chấp nhận đưa cho mình vô trong bệnh viện về tâm thần, thì mình phải nằm ở trong đó để người ta theo dõi, trong đó nó theo dõi mỗi ngày từ cách nói chuyện của mình, thì thật sự đúng người ta thấy mình không bình thường người ta mới ký giấy cho mình ăn, chứ không phải dễ đâu. Ở đây không có cái gì gạt ai được ai hết á, cái gì cũng phải thật. Y bác xin mấy lần mình nó đâu có cho đâu. Như không chị xin tiền bệnh sao cho, chứ đâu có bệnh gì đâu. Vô chị xin mà nó hỏi chị cười hoài luôn, cứ cười hoài, nó nói gì nói cài nó cười thôi phải không? Dạ, cười tấm tiệm tấm tiệm vậy phải không? Nó cho cười đi dễ thương quá. À, nói chuyện mình thì anh mía nói thôi, bà không có nói mình quá. Miễn ở chuẩn bị chị hả? Không, đi đây rồi, mía có người khác vớt rồi. Có bạn gái vớt à Vớ mà đo nồ đó anh nha. Thu con đi. Còn anh Hùng với anh Danh cũng ăn cái gì?
tôi vừa lái xe sao ăn? Muốn vô ngồi thì ngồi. Rồi xong rồi đi vét xung đi đường xa chút đó. Đi đường xa đúng rồi. Giờ này cũng 1 giờ rồi còn gì nữa. Thì đó vô chống ăn xong đi vét xung mình đi. Ăn ăn mà đau nồ luôn. Xe, wow. Vậy là bây giờ ổng đi chờ mấy tuần nữa? 3 tuần nữa hả? 3 tuần. Ờ 3 tuần mới về. Rồi bây giờ ngày nào mà cũng đi lang thang như vậy hả trời? Em qua đi cả ngày. Ui là đi trời, cả đi cả ngày đi bằng xe bus hả? Ý ngay hết bồn tiền. Gì? Hết gì? Hết một bồn tiền hết. Bồn tiền là hết nhiêu? Thì đi ăn tới gần 100 bạc. Trời ơi, đi vậy chứ vậy? Căng trầm dữ vậy. Đi xe bus hết nhiêu tiền này? Đi xe bus. Xe bus hết nhiêu? Đi xe bus thì còn hết 20 bạc, 20. Hết 20 xe bus. Trời ơi, chứ vậy sang gì má Hương? Đừng đi vậy nữa. Ôi thầy chị lên YouTube bà Nhung về lại đó nè. Vậy rồi. Đây nè, đừng có đi lang thang một mình đi xe bus vậy tốn tiền ở đâu mà có rồi ai mà cho hoài. Nha. Để thì để nếu mà đi sợ buồn thì đi với Hằng rồi ngủ lại chứ không có mỗi ngày tôi đưa bà về tôi không có rảnh để đưa như vậy tại từ đó chạy về nhà chị xa phải không ngày 2-3 ngày muốn về lại nhà thì tôi đưa về nhà chứ bà mỗi ngày bà cứ đi lang thang vậy tiện ở đâu đi hoài vậy trời biết không biết không tại vì ông có nhà bà buồn á có Phước ông la ông đâu cho đi vậy đi đâu ông chở không hả còn bây giờ không có Phước bắt đầu đi lang thang rồi đó. Đi nơi ở trong nơi người ta la hết mình thôi. Ok vậy giờ đi với Hằng rồi chừng nào chờ ổng về á thì ở nhà với ổng không có sợ phải không thì có ổng nhà bà không sợ bà nói là la hét quá cái bữa la hét quá nó sợ chứ bà đi trời ơi nó ở trong phòng bình mà anh ít hết nó kêu mà mình nghe mấy người bệnh khùng đó mà cái tôi la mà trong đỏ hẳn không tụi đó nó biết tại vì dân ấy không à dân hút không à rồi cái hút vô nó khùng á phenoi á rồi nó la nó sợ á nó động cửa rầm 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 nhiều khi cái tùy nữa nó giữ chìa khóa nó không cho ra đó sao mà cái tùy bình nó đập cửa rầm rầm mà không có đâu nó đập cửa rầm tại nó khùng thôi chứ cho ra chứ cái đó đâu phải tù đâu nhớ mà bảo vệ nó đâu đi từng phòng nó coi đâu nó chỉ ở khu dưới thôi đi đó bởi vậy cái tùy bình nó la hết quá trời nó la thì la vậy thôi vậy mà người ta cũng vẫn thích như vậy đó vậy hả nếu như chị sợ thì Hằng đi theo Hằng chờ nào Phước về thì ấy chứ bà đi lang thang bà tốn tiền chỗ đó tiền đâu rồi trời đâu có tiền xài hoài kiểu đó vậy phải không má ơi là má đậu đây đi vô hả ok đi vô mua anh bà Hương ơi là mất rồi bà Hương không mượn người gì bây giờ tôi bây giờ là nhận tiền phải không bây giờ nhận tiền rồi đó giờ nhận tiền nha cho bà Hương nhận tiền nha cả nhà để coi cái chị này cho tiền chị Hương nè ok bây giờ là Hằng sẽ lấy tiền ra coi cái chị này tên gì lấy cái máy điện thoại ra coi bởi vì á nói là rất là rõ ràng biết rất là rõ ràng là gì không giải thích đi nếu giải thích được là khôn không có khùng biết rất là Hằng làm rất là rõ ràng là biết cái gì không nói cô Hằng làm rõ ràng tiền bạc đồ trong phòng đúng rồi giống như bây giờ nha Hằng thí dụ nha người ta cái tên chị A cho chị Hương 50 đồng Hằng thí dụ như vậy Hằng nín thinh như vậy rồi chị A có gọi hỏi Hằng không Hằng nín thinh mà Hằng không đưa chị á thí dụ á vậy chị A đó có gọi hỏi Hằng có đưa giùm chị Hương chưa không có thể yeah. Vậy rồi thì Hằng lấy tiền mạnh thường quân chỗ nào sao lấy được đúng không đó bởi vì đó ngay cả nói chị Hương khùng nha mà mình hỏi chị Hương cũng có thể trả lời chuyện đó là không có thể lấy được đó mà sao nhiều người tỉnh có thể nói vậy được ta thí dụ bây giờ nè người ta cho ai á Hằng ghi rất là rõ ràng nha đây nè nè Hằng ghi nè cái chị này ở gì chị này tên là tiếng Anh là Jenny V Phạm
Chini á, Chini vi phạm á, nè, cho chị Hương 50 đồng. Thấy ghi không? Đó, thì lấy chỗ nào? Còn trên đây là người ta cho chị Mỹ rồi nè, là hôm qua là mình đã đưa rồi. Còn đây người ta cho anh Trương nè, có ghi luôn nè, lần hồi đi trao cho anh Trương nè, anh Trương mù á. Cho nên là một đồng mình cũng ghi nữa, mà tại sao có nhiều người lại đi nói bậy nói bạ mà nói như vậy, mà không sợ tổn đức cái miệng ta. Mình rảnh quá thì mình đi lo, mình đi làm được phước, mình làm không được mình lo cho gia đình, lo cho con cái, để con cái có cuộc sống có cảm thấy là thần tượng mẹ mình, chứ đừng có để nói bậy vậy đó, người ta cười chết. Nhiều người có thể nói một cách nói mà không sợ cái miệng mình mang tội thôi. Chini vi phạm cho chị Hương 50 đồng ha. Đó, ok, bây giờ chị Hương cảm ơn Chini vi phạm đi. Cảm ơn Chini vi phạm đã quan tâm tới Hương. Thì chúc tới chị Chini phạm sức khỏe dồi dào, công việc trôi chảy, tiền vốn như nước. Đó. Thấy không? Thì bây giờ nè mọi người, thật ra cái gì anh Phước đi Việt Nam thì bà buồn lắm, cho nên là bà kiếm hàng mấy ngày nay, bà kiếm liên tục, bà nói giờ đi lang thang ngoài đường không có Phước nhà bà sợ. Thằng nói ok, bây giờ không có Phước nhà đi thôi anh, phải không? Thì thí dụ ở chơi một ngày hai ngày thì đưa về thăm nhà, lấy đồ gì đó xong rồi đi theo tiếp, để khỏi đi ngoài đường lang thang nữa, nhớ chưa? Phải không? Chứ bà đi lang thang ngoài đường hoài sao được? Rồi ông Phước về thì ở nhà với ông Phước đó. Cho nên là bây giờ đây, Chini vi phạm gửi cho chị Hằng 50, chị Hằng gửi lời cảm ơn Chini vi phạm nha. Rồi bữa nay không có 50 cho 60, rồi Hằng cho thêm 10 đồng là 60. Rồi bữa nay đi giờ chơi còn được có tiền, nó đảo dữ trời. Rồi được ăn nữa, phần ăn của bà nãy giờ 10 mấy đồng rồi đó. Phần ăn của bà nãy giờ 10 mấy đồng rồi đó nha bà. Đây, đấy một ly nước uống của bà nè. Đó, ly nước uống này của Hằng nè. Ủa mà anh không có lấy giấy ta? Hai ông đàn ông đang đi lấy đồ ăn phục vụ hai bà. Ông Hùng với ông Danh. Phải không? Cho hai ông đàn ông đi lấy đồ ăn phục vụ phải không? Đây nước uống. Lấy giấy nữa mấy anh ơi. Nói để cho hai ông đàn ông đi lấy đồ ăn phục vụ cho hai bà, chứ không lấy hai bà đứng vậy đi lấy. Hai bà ngồi đây đi cho hai ông phục vụ. Lấy giấy nữa. Nó chơi người ta mới lao đó. Có giấy hả? Rồi, mỗi ông ngồi đó, ngồi đây luôn. Đầy đủ. Rồi ăn cái nhiều cái xin là bà cái này. Cái gì vậy? Thế thôi. Order nhiều quá rồi. Cho xin cái phi ở chỗ cho. Mình order nhiều quá. Dạ ông chơi. Ở bên chơi xin cái pha gì to nhất nhỏ. Thôi, cho em mì nó chơi không? Con chó nè nó thích mà chơi mì đi. Em nói là order nhiều quá cho cái phi không vậy? Bà mãi đưa. Cái gì vậy? Chưa mời khán giả nữa là lấy ra tẹp tẹp cái miệng ăn. Nó bụng quá thì đói quá hả? Trời ơi, con má ơi, bà thấy đồ ăn ba liền hà, bà thèm ăn dữ lắm. Bây giờ tôi nói trao cho bà tiền 50 đồng của Chini vi phạm cho bà, rồi Hằng hỏi bà, Hằng nói giờ chị trả lời được á, thì bây giờ mọi người nói chị Hương khùng, nhưng mà để chị Hương trả lời coi làm sao nha. Thì khi chị trả lời xong, Hằng nói đó, nói chị Hương khùng mà chị Hương còn biết phân biệt có lấy được tiền Mạnh Thường Quân không nữa. Rồi những người nói không khùng mà làm sao mà có thể nói Hằng lấy được tiền Mạnh Thường Quân trời. Tại vì Hằng hỏi á, giống như cái em này cho chị Hương 50 mà chị Hằng không có giao cho chị Hương, vậy cái người gửi tiền này có gọi điện thoại hỏi Hằng không? Thì chị Hương nói có thể. Nói vậy thì Hằng lấy tiền Mạnh Thường Quân cái chỗ nào? Ngay cái chị Hương còn có biết phân biệt cái đó là có thể đúng hay sai nữa. Mà tại sao nhiều người cứ nói trắng trợn ra, nói mà nói không cần biết mình nói đúng sai. Bởi vì thua. Như vậy là mấy người đó thua chị Hương đó. Mấy người nói bậy vậy thua chị Hương rất là xa luôn á. Đó. Bả còn biết phân biệt cái đó không thể lấy được. Tại vì khi cái người gửi tiền tới, đương nhiên người ta coi cái phim Hằng là Hằng có đưa cho cái những cái người được hưởng hay chưa. Mà Hằng không đưa thì đương nhiên người ta nhắn tin cô Hằng ơi sao chưa đưa tiền giùm, hay là cô Hằng ơi đưa giùm tôi chưa. Đương nhiên rồi. Trời ơi nhiêu đó mà không biết suy nghĩ luôn. Rồi ăn đi mấy anh. Okay, ăn rồi mình còn đi làm việc thiện tiếp. Đây là đi ăn rồi phải đi trao tiền cho anh Trương mù. Rồi coi mấy người giúp ảnh làm cái vấn đề ID như thế nào rồi. Đặng thằng lo cái giấy tờ cho anh về Việt Nam. Đó. Ăn rồi mình tan miếng đen nữa đây.
Ven. Cái này là hàng An Chi Burger. Ở bên phải ăn chung đi nha. Nè, chút chát. Rồi, bà đói bụng, bà ăn rồi, bà không cần mời ai chứ. Nó bụng quá. Đuôi đói, đuôi quất này không mời ai chứ, đúng không? Phải không? Đuôi đói, đuôi quất rồi, không mời ai chứ. Mời cả nhà. Nhà mời đi luôn. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Hùng hồng chưa? Ông Hùng thì ăn gì? Big Mac với một danh hả? Big Mac. Hai cái Big Mac. Chi burger nhỏ xíu thôi, cái món mà chị Nhung thích nè. Trời, mua rồi ghé ngang cho bà Nhung cái không ta? Cho bà đi. Ừ. Bà phải ăn cái chip burger. Ừ. Em chạy vô mua một phần. Order hai cái. Hai phần. Hai cái chi burger thôi. Để hồi ghé ngang thảy cho bà rồi trước thì mình đi. Còn nữa đi chơi thì cái mặt cái này quay cũng dễ bận tội. Tội mà bà. Hả? Ừ. Rồi sao phồ? Nó mới ra. Chào bao nhiêu? Đừng có dùng táo nha. Cẩn thận. Bởi cái giày của anh không có bám dưới đó anh Nhân. Bởi vì mang giày, mua giày phải rửa cái đế bám dưới á. Mà té đấy, lớn tuổi thì té mệt á. Thằng té tới mấy lần, thằng nói nếu mà mấy người hơi lớn tuổi chút tai biến luôn. Thằng té một cái bệt, một cái té xong máu lên tới não luôn. Thiệt. Thằng té mấy lần rồi mà mấy người lớn tuổi té tai biến luôn. Lần té cầu thang, mới té cầu thang mới hỏi nhà bệnh. Trượt một cái muốn lên máu luôn á. Mà mình nói cái tuổi mình còn nó đỡ chứ hơi lớn chút. Mấy người té vậy là thôi tai biến luôn. Ở nhà hàng té ngoài cái bực một lần nữa. Té hoài à, cái gì. Là hai lần té rồi ra sợ lắm. Tại vì á, nó hành nó mềm dễ ăn. Cho nên chị Nhung thích mềm. Chi bực rồi. Đó, nó lao bởi vì nó mới để này nè. Lỡ nó té, mình cũng phải tự cảnh giác đó. Nó để rồi, mình thấy cho mình cũng giải quét hết lo. Dạ. Cho nên khi mà người ta lao, người ta không để này á, té cái gì á, mình thưa người ta là đây. Còn khi người ta để này là mình phải cẩn thận. Đúng rồi, mình cẩn thận mà, nó để vậy đó. Nó mỉ vậy đó, quét lo đó. Phải nhờ á, lao. Nhưng mà anh Danh nó đi không trơn, nãy xém té rồi. Nhưng mà người ta có để cái cây này, có nghĩa là mình phải giờ mình cẩn thận. Nếu mình có té là người ta không có trách nhiệm. Đúng rồi. Còn nếu mà người ta không để cái này á, mà nó trơn lùi mình té là mình cô. Cô, nha. Bác Quang ở Mỹ nó có nhiều cái gì nó rất cẩn thận hết trơn á. Nè, dắt phó ban chủ cái bàn theo. Này phó ban chủ. Tao. Phó ban chủ. Ông Phước đi gọi bả kiếm hàng giống như giặt mấy ngày nay á. Rồi là kiếm hàng hàng nó tôi mất đi làm má ơi. Không có rước bả được tại cái hơi xa đó. Không rước bả được thì bả nó đi lang thang suốt ngày. Nè, dắt. Tối về ngủ dắt bữa nay thôi, nói thứ bảy chở cho đi. Đi thăm người yêu cũ ha. Nhớ hồi nãy không? Anh ấy. Anh ấy của bà. Anh ấy là của Hương á. Anh Hương mà nhớ mà anh nói anh vậy. Ồ, anh Hùng nhớ đó, mà anh Hùng nói bà nhớ kìa. Ủa, đàn ông thơ anh Hùng nhớ được. Việc đâu bê đê thì thắc. Ở BD là nó đi theo chị nào? Ai BD của theo Hằng? Ở đây là ông Hằng mà. Thì ông Hằng chứ không phải bà Hằng. Nói ông này kêu Hằng là ông Hằng. Như đàn ông vậy đó, chứ đâu có đàn bà đâu. Cái này giống như nước đá bào vậy á. Rồi chát xì gô vô.
nên Hằng mua cái máy ở Amazon để bận đá, rồi cái máy đó 200 mấy gì đó, 250, nó đẹp lắm. Để về mùa nóng tới nè, Hằng bào nước đá rồi Hằng mua siro để cho mấy đứa nhỏ nhà nó uống nó thích á, bỏ nước đá vô xay nhuyễn, bỏ ra cái ly mình chế siro vô, mình múc nước đá đó mình ăn trong lúc mùa nóng á. Rồi cái này cũng giống lá bào vậy á. Bạn má ơi, sao con không đi tới đâu cũng bị má bắt gặp con hả? Hả? Cái gì vậy? Bị é gì vậy Thủy ơi? Thủy ơi, cái gì vậy? Má ơi, má bị cái gì nữa vậy? Bị gì nữa? Bị dập tay đó. Dập hồi nào? Bị chặn ngón hay gì nữa, đau nhất chỗ này. Cái gì vậy trời? Thủy ơi, sao mày tối ngày mày bị cái gì vậy? Bị đỡ cái máy lạnh nên bị dập cái tay nè. Như vậy rồi. Ừ, là trời, đi bác sĩ đi, sao để như vậy? Cái nó nói nó đâu mà xe. Trời ơi, sao mày để tay trên vậy? Mua đồ ăn chưa? Chưa. Tiền. Không có tiền. Đi lại mua đồ ăn nha. Đây coi mua cái gì đây? Number three. Hả? Number three. Ờ, đồ cho bả number three em danh đây. Number three giải vậy? Number three vậy, đi lại đi. Double quarter, number three. Double quarter hả? Ừ. Trời ơi, anh nhanh đây. Hả? Nè tiền nè, đi lại thối tiền. Hả? Năm nè nè, lấy tiền mua đây. Để thối tiền lẻ, có tiền lẻ, tôi không có tiền lẻ. Để cho người ta thối làm tôi có tiền lẻ, tôi cho mấy người 10 đồng cũng được, 5 đồng cũng có tiền lẻ. Giờ cho phần đồ ăn đó, phần đồ ăn nó chơi cái double luôn nha, để cái bự nhất, ngon nhất á. Đi tới đâu không gặp, mình ngồi đây mà mình núp núp xuống đây mà nó cũng gán mò nó cho. Nó má ơi, cho con tới đâu cũng bị mê má bắt gặp con vậy. Bạn có ăn không? Không biết bạn có ăn liền. Để làm bạn chủ à. Đi đâu thì không biết. Mình núp núp xuống, mình thấy nó, mình núp 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 kiểu này nè. Nó tấn công lại là rồi á. Tới rồi, tới thì tới. Bó tay luôn. Người ăn gì? Ăn number three là cái đó ngon nhất á. Mắc tiền nhất á. Nếu cho ăn là lựa cái ngon nhất. Để thấy không? Mọi người có thấy không? Ví dụ Hằng đối xử với mấy người này sao thì rồi mấy người này đi ra đường mà Hằng phải trốn cho Hằng không trốn nó bắt nó lột đầu không á, thấy không? Đi anywhere ngồi đâu ăn cũng không có yên hết, lỡ thấy có vô tới à. Tới rồi. Bỏ thôi. Đó thằng Mỹ kia đứng rồi đó, nó kìa đây coi nha. Bây giờ Hằng không nhận ra nó có nhận ra Hằng rồi nó chào xin đồ ăn không? Đó thằng đó là thằng đó bên suối. Ờ đi chung đã hả? Ờ lúc này đó ba đi theo với thằng đó rồi đã chịu nổi chứ. Thôi kìa, đó, giờ đang đứng ở ngoài đó. Vậy là đi vô có ly khúc uống à, không có mua đồ ăn hả? Hồi nãy giờ lấy vô nó có thi ly khúc, đang ôm ly khúc trên tay á. Anh Hùng biết mấy đứa con không? 8 đứa à, đi. Thủy tôi hỏi anh Hùng nó biết Thủy mấy đứa con không? Có 8 đứa con rồi. Tên không? Hỏi ổng đây tên không? Hỏi ổng đây tên không? Tìm 2 đứa nữa cho đúng rồi. Thôi, chị bệnh rồi, không có kiếm được nữa. Giờ đã nữa mới ai nuôi. Má già rồi. Má già rồi. Uống thuốc bao nhiêu thuốc nè thấy không nè. Nha, nhìn thuốc của tôi uống nè. Nha. Trời thì uống đi. Ăn cũng phải uống. Trời ơi, Thủy ơi là Thủy thành lại mày Thủy. Đâu rồi để anh Danh không mua đồ ăn cho gà. Bất tỉnh nó xài không thuốc, nhà giao thiệt á. Đâu có xài đâu, Thủy nó nhìn thấy xài đi. Kè cái áo lại sao để nó ngàn được nè la vậy. Ôi là trời, có về má không? Đừng hỏi gì, lấy được ăn, lấy được ăn rồi. Nhưng mà nó lấy hoài, nó lấy hoài. Cái bà má nó đâu có dẹp nữa. Nếu hoài nó la, mày về xin tiền chứ lấy đồ ăn gì. Lấy đồ tiền má mới la. Má cho ăn đây. Trời vậy chứ con ngoan lắm á anh Hùng. Bà ngoại nuôi ngoan lắm á, giỏi lắm á. Bà rất là la, hột ma ở ngoài đường, nghĩ cho con dễ thương lắm á. Trời ơi, máu của tôi vậy mà.
tại vì hoàn cảnh thôi chứ tôi cảnh chỉ... cảnh ừ, giống như con ơi đừng có bao giờ đổ thừa hoàn cảnh, mình cố gắng vươn lên đều được hết á. Hoàn cảnh để đưa lên đường được vậy. Tôi sắp sửa đang vô xe tờ ở nè, đang kêu người ta giúp nè. Thì bệnh như vậy thì đi vô xe tờ ở đi. Như cái bệnh như vậy là ở ngoài đường rồi chết có ngày không ai biết nữa. Có tay chân máu me tè le. Đi ấy thằng đi con quẹ thì ghé đây ăn trước thì cái đi. Ăn rồi nọ. Ủa ông Danh ông ăn rồi chưa vậy? Chưa còn gì cả. Trời ơi đó nãy giờ ông lo ông chạy ông đi mua thêm hai cái bánh kia là trời ơi bà có mình một miệng mà không xe không có đem thôi không mình đi công việc chứ hôm nay đâu có đi phát đồ từ thiện đâu. Ừ. Cái chị này là chị Hương ăn này đi chị này hả chị này cũng homeless đó nó chơi chơi xém homeless thôi chứ chưa homeless dắt về rồi nè đâu có chỉ có chồng chỉ lo kiếm được chồng à kiếm được chồng chồng lo giờ thể kiếm được chồng thì thấy có chồng lo sợ lắm đừng nữa hả bây giờ chỉ kiếm được chồng chị này kiếm được chồng rồi có chồng lo rồi đó đúng không chồng lo chồng đi Việt Nam rồi giờ có chồng cưới vợ ở đây nha đó giờ lão ông cưới vợ qua sao không không ông với cưới vợ qua đây ừ bê Hương ơi lỡ ông Phước ông đi Việt Nam cưới vợ thiệt thì sao hơn thằng nói à muộn đi về chứ ông chấp nhận thương đau không nếu ông cưới thiệt còn người bán buồn hả ở Mỹ này mình cũng nên mà nhưng mà ông qua rồi ông có vợ rồi vợ ở chỗ đó rồi bà hất bà ra ngoài bà không có chỗ ở thì sao ví dụ nhận con tin chứ kéo mình về đó. Coi như bả với ổng cũng có tình có nghĩa thì thôi nhau rồi nhưng mà bả không có chỗ ở đi hôm lát ổng kêu về cho ở vậy hả gì cũng được rồi kệ đi tình cảm gì nữa ổng làm gì cũng làm ừ là coi như ổng có cứ vợ kệ ổng miễn cho ở là được rồi ha ồ coi như giờ ổng có vợ có con nào kệ ổng mà miễn ổng cho bả có chỗ ngủ chỗ ở được rồi ừ cũng được coi như mình không có mơ mộng gì nữa không mơ mộng gì nhiều cũng được. Cứ biết suy nghĩ thoáng vậy được rồi. Đi với chị Hân, đi Hân cho ba chục vậy được đó. Nó Mạnh Thường Quân cho. Mạnh Thường Quân thấy bà thật tội á, cho vài chục để xài á. Để mua đồ ăn lặt vặt rồi đó. Còn Mạnh Thường Quân nói là bà muốn Mạnh Thường Quân nhớ cái gì đó. Hai Mạnh Thường Quân. Em là người tội nghiệp nhất nè. Vậy đó hả? Em giúp nhà nè. Em tội nghiệp nhất luôn hả em thể? Em bệnh tim nè, em ở ngoài đường, bị cảnh luôn ở ngoài đường. Ờ. À. Rồi lúc cái trò em cũng có nhưng bây giờ em mệt mỏi. Vậy hả? Mới văng cái trò lên để đồ đạc tới mỗi lần đi cầm đồ đồ mệt quá. Đó, giờ thể khóc. Em bị bệnh tim. Em bị bệnh tim. Nhưng mà không có ai thương em đâu, gửi cho em chút tiền xài. À. Tại vì em bị lấy. Gửi cho em này, em có quýnh bài không? Nếu gửi cho em không có quýnh bài hết không? Không. Không em lấy em bị tế cái xanh là cho nên em bị mất hết quyền lợi em không có lãnh tiền mặt gì chưa chỉ có tháng lãnh thêm 200 thôi hay mấy lần ăn uống nhiều mà đôi lúc còn không có tiền trả tiền cho mình. Ủa mình đôi nọ nó có lấy tiền lấy với tem không như thế vô mua đồ ăn cũng được hả bởi vì khiên có ờ xin mà nó không ngon ha không ngon mình nói mình đôi nọ bệnh hoạn bệnh tim hồi trước là bị mô nhà cái gia đình đâu ai bị bệnh tim đâu bị mô nhà ngủ ngoài dưới xe măng á tháng giờ mà xem lên đấy bị bệnh lúc gặp ba tôi cứ chồng là ở nhà nó lo bị bệnh đâu ờ thế ơi bây giờ thằng Hằng nói thiệt đúng hay không nha thì biết sao bệnh tim không đâu thì ngủ dưới đất mình có không phải bác sĩ nói đúng mới làm mình paranoid mình bị hồi hộp đó giết mình bệnh tim á tại vì tôi ngủ dưới xe măng lúc trước đó là tôi không bệnh đi ngủ dưới xe măng trời lạnh quá tôi hồi một tháng giờ tôi tưởng covid tôi thử không phải covid tôi nói hơi chắc lạnh quá ho thôi sưng phổi xong rồi nước vô tại nè lạnh nó mà ngủ xe măng á bác sĩ nói là tại nước vô phổi rồi xong mình máu nó không có thông á thì nó nhập chập thẳng vô tim luôn chứ không phải không thích tại ngủ đi do ngủ dưới xi măng á ngủ tháng trời mà trước đó là ở cái phòng của chủ và lại nhà tôi đó tôi đâu bị bệnh đâu vậy bà ông nói là một cái nhảy cái này tôi nhảy ăn hết phen mai đi chị Hương ăn phen mai đi chứ không phải hút đâu tôi đâu có hút đâu chấm ăn phen mai đó đó anh Danh mua tới rồi đó đó anh Danh nãy giờ chưa ăn đó tao đi mua đó nãy mua cho bà Hương là luôn trả tiền rồi hết em trả rồi cái này là gặp cái cấp đi cái bị ship á ờ vậy chứ sao mà ờ có cái một ly soda nữa
bà có khúc ở đây rồi. Rồi biết đâu, chắc phải đi chung nè, luôn. Nè, cho 10 đồng nè. Cảm ơn chị. Cho đồ ăn, cho 10 đồng. Phần đồ ăn hết nhiêu? 11 đồng. Ờ, đó, tao hát tới 21 đồng rồi đó nha. Thấy không? Bởi vì dạ bà, phải gìn cho bằng được, chứ không phải chịu. Bà là uống chai này ngọt hả? Hả? Có không? Có đưa cho bà uống vô cái đi. Có một viên rồi. Thôi, ngoài xe có. Thôi, nó một đống thuốc kìa, nó nói vậy thôi. Một đống thuốc kìa. Đi lại coi chờ cái số của mình để phải cắt đồ ăn. Bị gì biết không? Bị máu ứ. Đi đi lấy đồ ăn đi rồi để thuốc ở đây đi. Biết không? Máu ứ trong tim á, bây giờ tới nổi gì luôn không? Đi vô bệnh viện nằm. Nằm là chết á, anh Danh ăn đi. Bởi vậy tội chưa? Nó thấy đi em lấy ngoài đường khổ chưa hơn? Tao không? Em đến mà đường khổ cho nên Hương mới nói là bây giờ có Phước có bồ hay có vợ vậy là chuyện của Phước kệ. Nhưng mà miễn sao Phước cho Hương ở là được rồi ha. Phước cho Hương chú thân là được rồi. Hương nói Hương chỉ cần nhiêu thôi thì Phước cho đó. Có thêm phai mấy anh không ăn cho hết. Ồ mấy cái chát này đừng bỏ, lấy lại nè. Lấy chát. Cái chát này nhiều khi đi cần có dọc đường mới có ăn. Ăn cho mấy con này. Con đứa hả? Trai hả? Trai hả? Giờ chịu coi, chịu. Mấy tuổi? Chịu lấy chồng không không? Chịu lấy ông làm chồng không? Hả? Thôi, bây giờ lấy chồng cũng nổi, chịu nổi rồi chết. Tại nãy giờ giới thiệu với anh Hùng, bả tám đứa con. Thì bả hỏi anh Hùng là tin không? Anh Hùng nói tin. Đó, kiếm hai đứa lên cho đủ 10. Có đồ ăn chưa? Có rồi. Đâu lấy ăn đi. Hồi nãy bà đi với mẹ kia ở ngoài hả? Mẹ chán bà, tôi đẩy xuống ngọn xe, mệt nó không đi bộ nổi. Ồ, nó đẩy bà hả? Đợi ngồi kia cho các cô. Coi chân máu tà ra vậy rồi không lấy băng keo cá nhân gì bịt lại trơn vậy. Ra gác quá, không có sao mà nói, bị gãy xương mà gãy luôn. Ôi là trời, gãy xương mà không đi vô bệnh viện cho người ta băng bó để vậy đó. Gác anh. Thủy ơi, Thủy lại mày Thủy. Nè, cái chấm nè, chấm ơi. Đắp vào coi rồi ngon. Đắp vào coi rồi ngon lắm. Thôi. Nó đứt cái tay nó máu me tà le hết rồi mà để nó về trong xe tôi đâu có cái mấy cái đồ để băng bó đâu. Thường thường á tay trong xe tôi có đồ băng bó xe ben á, đi gặp dưới suối ai có đứt có chảy máu đó. Uống ly khúc bự và bá lửa luôn. Giờ làm gì nhiễm vô nổi chứ sao. Nó đang đó. Ăn một bữa mà. Lớp bự. Lớp bự hai miếng thịt luôn hả? Ừ. Ngon á. Ăn là mình tươi. Mình tươi ăn chi burger chỉ miếng vậy thôi. Ngày đem xe đi xa ăn rồi đói bụng ăn tiếp. Đi đâu cho anh Giang à? Ừ đi xa. Đi thăm anh. Đi thăm cái anh mù ở dưới. Em có mua chiếc mua hai chạc để giữ đường về ăn. Ừ, giữ đường ai có đói vậy ăn. Thằng có cái bánh này rồi. Chiếc mua hai chạc để giữ đường về ăn. Thằng có cái bánh chi burger rồi. Trước anh tới ngày dắt thằng em đi chơi bài. Đâu có đi chơi, đi làm việc á. Làm. Em cũng vậy, dùng việc dài nữa. Nặng hơn. Nóc nãy giúp nó. Trên cái máy lạnh để nó đi recycle á. Bự á. Ướt, gặp lại. Ủa, cô Thủy còn nóng hỏi cho khói nghi ngút kìa. Nóng thế nào luôn. Ngon á, đồ mới ăn ra nóng hỏi. Anh Danh ăn rồi hả? Ăn rồi. Ăn rồi chứ mình gớm là ở dục đi rồi ăn đi. Cho Thủy ngồi đây ăn đi. Đó, Thủy ngồi đây ăn đi, muốn lấy cái tray nào? Ừ, dây đó. Nhà ông hút à. Ai còn mua được chơi dây vậy? Mua nhiều quá, mua cho con coi. Được chơi con chó. Bơi mạnh thằng Quân. Bạn thương nhớ gửi chút món quà cho chị Hằng nha. Gửi gì cho hàng đưa cho Thủy hả? Gửi cái tiền cho nó để mua trái cây rồi ăn. Đó, hàng mới cho đồ ăn rồi đó. Còn cho thêm gì ăn đủ lắm. Dạ, nó ít ăn cho nên hơi ốm nhưng mà thích ăn lắm. Nó bánh bài nữa. Ui. Đừng có bánh bài nữa, ok? Đúng không? Chiều nay về nấu ăn. Chút đi mua ga về nấu. Nấu ở đâu? Ở dưới cái trời cũ á.
Cho nó tôi đốt cháy rồi đó, bây giờ mới mở cái chòi mới lên để cất đồ ra. Quần áo đi đâu khỏi chiên để nóng được. Trời, rồi bà ở đây với thằng ấy hả, thằng Campuchia hả? Không có, ngủ xe, nước ngủ xe. Có ít ngủ dưới đó, hôm ngày xuống chơi thôi. Đi về má, đi về nhà má tắm rửa. Má cho vô tắm không? Covid. Covid sợ. Covid ở đâu mà sợ, tại bà không về chứ. Cái má cho vô tắm chứ sao? Chứ cho tắm nhưng mà nhiều Covid. Thôi tôi tắm, tôi sắc nước, tôi tắm trời ơi đã. Thấy không, đâu chứ. Tôi xuống sắc nước tắm đã. Tôi nóng. Có má đó mà không có về nhà má tắm luôn. Tôi xuống suối sắc nước tắm đã lắm. Tắm không lạnh gì, tắm đã. Bà có chung hại hả? Con gái như này, cho bà coi nè, cho bà coi. Biết rồi, mỗi lần coi rồi. Các bạn một tuổi á. Rồi thôi bây giờ đi á, bye thỉ. Đi luôn, ai cầm đi, không đây. Bye bye nha. Rồi ăn đi từ từ. Giờ đi luôn phải không? Mua nha, nước chai chị Nhung. Mua chai, mua phần ăn đó cho chị Nhung. Đó giờ ghé ngang đưa cho bà kia cái tại ăn á. Rồi nhớ tới bả, ăn chi vừa rồi nhớ tới bả. Ghé ngang cho bạn cái thì mình mới đi. Cái bà cũng ngồi ngoài đường kia tội nghiệp lắm, phụ nữ là tội nghiệp, nhưng mà mấy người từng có sống xa đọa nữa thì ơi. Chết. Giờ mình đi cũng đi, mình ở đây vui, nó ham vui, nó ngồi theo. Bây giờ mình đi nó cũng đi. Mình đi nó cũng đi rồi. Thấy thằng luôn theo. Trời ơi, thằng kia lỡ rồi. Thôi mà biết thằng kia nãy ngồi chờ gì mua cho thằng kia một phần ăn chứ. Trời ơi, thiệt, ăn tôi đâu có tiếc đâu. Kia ngồi kia nó kia. Trời đất ơi, ngồi đặng đẩy chờ nó đó. Cho chicken này cho ổng không? Cho ổng đi, đúng rồi đó. Cho nó đi. Thủy ơi, ổng có đồ ăn chưa? Chưa hả, đem lại cho ổng cái đó đi em cho nè. Rồi. Sao nãy giờ ổng ngồi đó mẹ không nói để mua cho ổng phần. Kìa cho ổng đi, chicken này kìa. Dạ, ok rồi. Ok, bye. Nó ngồi đó, nó chờ đẩy thằng Thủy đó. Đẩy thằng Thủy trong cái xe đó, trời ơi. Mà nãy giờ tại nó ngồi đó mình đâu có thấy đâu, thấy mua cho nó cái bít mét. Tội nghiệp. Thôi ăn là cho à, ăn là tôi cho à. Tội. Rồi mở xe cho công chúa lên đi. Rồi nó có phần chiếc cành na gạch nó no rồi, thôi cho nó đi, đúng rồi. Mình cũng no rồi, dọc đường mình có, mình đói thì mình mua. Dọc đường mình đói mình mua, giờ ghé đưa phần ăn cho chị Nhung ở đây. Ăn là mua cho hết trơn, ăn đồng chia đủ nè. Thấy không? Bữa nay nó không lè khổng luôn, sáng tôi mặc chơi nguyên bộ đồ đen ghê hồn đi ra. Vừa bước ra sau tôi nói, ủa sao nóng dữ không danh mà tôi nít bộ đồ này không danh. Nói đúng rồi. Đi vô tôi thay ra, thay cục ra. Còn chiếc kình này tôi đói tôi ăn đủ rồi, cái chi mà rồi.